Xin chào mừng các bạn đến với kênh Khương Sầu Riêng của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm chụp MRI đám rối cánh tay. Ok, thì bây giờ mình sẽ nhắc lại một phần giải phẫu nha. Thì đám rối thần kinh á, cánh tay á được hình thành bởi cái rễ trước của các dây C5, C6, C7, C8 và T1. Nó chia 5 phần: phần rễ, phần thân, phần ngành bó và các nhánh. Ngành trước của C5 và C6 tạo thành thân trên, ngành trước của C7 tạo thành thân giữa, ngành trước của C8 và T1 tạo thành thân dưới. Thân nó sẽ đi ra và nó tách ra thành hai ngành là ngành trước và ngành sau. Thì ngành trước của thân trên và ngành trước của thân giữa tạo thành bó ngoài, ngành trước của thân dưới tạo thành bó trong, ngành sau của ba thân tạo thành bó sau. Từ các bó thì nó sẽ tách ra các nhánh tận chi phối các cơ của chi trên. Thì nó gồm ba bó: bó ngoài, bó trong và bó sau. Thì bó ngoài á thì nó chia làm hai nhánh tận, bó trong á thì bốn nhánh tận và bó sau thì hai nhánh tận. Theo mình thấy thì cái việc nắm được cái vị trí hình dạng cũng như cái đường đi của các dây thần kinh á, cái đám rối thần kinh này á thì rất là cần thiết cho việc mình chụp những cái xung sau này, nên là mình phải biết rõ cái giải phẫu này để mình có định hướng chụp cho chính xác nha. Như các bạn cũng đã biết thì có nhiều cái phương pháp cận lâm sàng để mình tiếp cận cái đám rối cánh tay này, nhưng mà cái MRI đóng vai trò quan trọng trong việc mà đánh giá đám rối thần kinh cánh tay này nha. Bây giờ thì mình sẽ đi vào phần chỉ định. Thì cái MRI đám rối thần kinh cánh tay này nó được chỉ định trong cái bệnh lý liên quan đến yếu và liệt của chi trên ở bên bị ảnh hưởng. Đánh giá trước phẫu thuật, bệnh lý thường là một cái khối u trong cái vùng đám rối cánh tay. Và cái thứ ba nữa là nó đau, nó thiếu hụt thần kinh hoặc do teo cơ, do bệnh lý đám rối cánh tay, u thần kinh hoặc là khối u có khối u nghi ngờ, chấn thương cổ, các tai biến do sản khoa gây yếu liệt chi trên, nghi ngờ có tổn thương đám rối thần kinh cánh tay, đau hoặc yếu vùng vai và cánh tay khi mà điện cơ em đang cuộc sống không thấy được cái nguyên nhân. Và cái cuối cùng nữa là cái nghi ngờ có khối máu tụ, tổn thương viêm u giải u trong cái đám rối thần kinh cánh tay. Về phần chống chỉ định thì nó cũng giống như những cái MRI khác thôi. Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị bệnh nhân và chuẩn bị dụng cụ. Thì cũng giống như những cái chụp MRI thường quy thì mình cần phải chuẩn bị bệnh nhân, cho bệnh nhân thay đồ, tháo bỏ các vật dụng bằng kim loại trước khi đi vào trong phòng MRI, cho bệnh nhân ký cam kết và đã hiểu rõ những cái nội dung mà checklist trong cái phiếu an toàn cộng hưởng từ, giải thích cho bệnh nhân về những cái tiếng ồn, thời gian, quy trình chụp để bệnh nhân yên tâm nằm trong phòng và phối hợp thực hiện tốt. Đối với những bệnh nhân nhi á, ví dụ những bệnh nhân mà do tai biến sản khoa thì không hợp tác, bệnh nhân nhỏ không hợp tác thì mình cần phải tiến hành gây mê trong quá trình chụp. Và trường hợp có tiêm thuốc tương phản từ á thì các bạn phải cho ký cam kết tương phản từ và cho bệnh nhân nhịn ăn. Chúng ta cần chuẩn bị dụng cụ như là coi sọ, flat coil, body coil để mình kết hợp những cái coil này với nhau để mình chụp. Bây giờ là cái tới phần quan trọng là cái phần kỹ thuật chụp á, thì bây giờ mình xếp vị trí bệnh nhân trước, cho bệnh nhân nằm đầu, nằm ngửa đầu quay vô trong, nằm đầu vô cái coi sọ, dùng cái các miếng đệm để mình cố định đầu cho bệnh nhân, cho bệnh nhân nút nhét tai hoặc là đeo headphone để giảm tiếng ồn cho bệnh nhân. Rồi chúng ta có phủ một cái coil, body coil lên cái vùng cổ và vai bệnh nhân. Đối với những cái bệnh nhân nhỏ thì mình sẽ có thể dùng cái flat coil. Ok, bây giờ tới cái protocol thì các bạn có thể tham khảo ha. Thì protocol mình chia làm hai phần: phần trước tiêm và phần sau tiêm. Ở cái phần trước tiêm thì mình đầu tiên mình sẽ chụp cái xung loco ba hướng. Sau khi đó thì mình sẽ chụp cái xung T2 sagitta nó qua cột sống cổ. Rồi sau khi đó thì mình sẽ chụp cái xung conastia dọc theo cái trục của cái ống sống cổ nha, để mình thấy rõ ra các cái đường đi của ra của các dây thần kinh. Rồi tiếp đó thì tới cái xung T1 thì mình sẽ chụp cái hướng conan giống như ở trên, và có thể mình chụp hướng sagittal nữa. Rồi tiếp đó thì tới cái T2 thì mình sẽ chụp cái hướng asean. Rồi tiếp tục nữa thì tới cái hướng tới cái T1 thì mình sẽ chụp cái satan oblique. Tại sao mình chụp cái oblique thì mình sẽ giải thích sau nha. Thì cũng tương tự như thế, cái sagittal ST thì mình sẽ chọn cái hướng oblique. Thì rồi cuối cùng nữa là mình có thể option thêm cái xung sigma 3D conan để mình thấy cho rõ hơn. Rồi sau tiêm thì mình chụp ba mặt phẳng mình tiêm thuốc tương phản từ. Bây giờ thì mình sẽ giải thích ý nghĩa của các chuỗi xung. Thì trên cái xung sagittal T2 thì chúng ta có thể định vị được cái đám rối thần kinh cánh tay và quan sát dễ dàng cái đường đi ra của cái đám rối thần kinh cánh tay nó chính xác. Thứ nhất, trên cái chuỗi xung mà localizer nó không có hiện rõ ràng cho chúng ta định vị được. Ở các chuỗi xung T1 thì nó cung cấp cái hình ảnh giải phẫu tốt, hữu ích cho việc so sánh các tín hiệu tổn thương với các chuỗi xung steer. Trên hình conan steer thì sẽ cho thấy chúng ta thấy được cái hình ảnh đám rối thần kinh cánh tay, nó sẽ tăng tín hiệu trên nền đen của các cơ và các mô mỡ đã bị xóa.
cái tổn thương nó sẽ tăng tín hiệu đặc trưng trên cái chuỗi xung này, và cái hướng mã hóa trái phải được dùng để mình tránh cái ảnh giả do sự co bóp của tim và phản xạ nuốt nước bọt của bệnh nhân. Trên hình T2 ASEAN và Sagittal Oblique thì cái hình ảnh đám rối thần kinh cánh tay tín hiệu thấp trên nền mô mỡ và nước tăng tín hiệu, các tổn thương phù, viêm, thoát dịch, chảy máu sẽ biểu hiện thấy rõ trên cái chuỗi xung này. Và cái chuỗi xung Sigbanet Coronan thì có độ phân giải cao cho sự tương phản giữa tín hiệu cao giữa nước và mỡ và tín hiệu thấp của các dây thần kinh, xác định rõ chèn ép rễ thần kinh. Bây giờ thì mình đi vào cái ý nghĩa của các mặt cắt. Thì cái mặt phát Sagittal và Sagittal Oblique thì nó cung cấp chúng ta về thông tin hình dáng kích thước chu vi của cái đám rối thần kinh. Tại vì khi mà chúng ta cắt vuông góc với cái đường dây của dây thần kinh thì cái dây thần kinh lúc đó chúng ta sẽ nhìn thấy rõ nhất. Còn cái mặt cắt Coronan và Coronan Oblique thì nó cung cấp về cái đường đi hướng chiều dài của đám rối thần kinh, đặc biệt là khảo sát rõ phần xa của đám rối. Và các nhà lâm sàng thì người ta thường chia ra cái tổn thương trước hạch và sau hạch. Thì cái trên mặt cắt Coronan này thì giúp chúng ta khảo sát rõ được những cái tổn thương sau hạch, ví dụ như là đứt nè, phù nề, giả phình u thần kinh. Tiếp tới là tới cái mặt cắt ASEAN và ASEAN Oblique thì giúp chúng ta đánh giá so sánh đối chiếu với hai rễ hai bên. Tại vì khi mà chúng ta cắt qua thì chúng ta thấy được cái rễ trước và rễ sau của hai bên, ví dụ như bên phải và bên trái, và cùng một lá cắt luôn thì chúng ta có thể so sánh được. Nhờ đó chúng ta có thể phát hiện được những cái tổn thương trực tiếp dễ bị mất tín hiệu, ví dụ như tủy dịch chuyển về bên lành do mất cân bằng lực giữa bên tổn thương và bên lành. Nó có hai loại là một cái tổn thương trực tiếp và tổn thương gián tiếp. Các tổn thương mà trực tiếp và gián tiếp thường được thấy rõ trên cái hình ASEAN độ phân giải cao T2. Thì ví dụ như tổn thương gián tiếp là nó lệch trục tủy này, nó phù tủy, chảy máu tủy. Còn những cái tổn thương trực tiếp ví dụ như giải thoát vị màng tủy, nhổ rễ không hoàn toàn và nhổ rễ hoàn toàn. Và bây giờ mình sẽ đi vào cái hướng cắt trên cái hình thực tế luôn nha. Thì ở cái hướng mà Coronan đó thì mình sẽ cắt cái hướng bao phủ lấy phía trước và phía sau, và mình sẽ bao phủ luôn hai bên đám rối thần kinh bên phải và bên trái để mình so sánh. Và cái hướng mà hóa pha là nên chọn là cái hướng trên dưới, đừng chọn hướng cho trước phải trái nha. Rồi tiếp tới cái chụp tới mặt cắt ASEAN thì chúng ta chụp bao phủ làm sao cho lấy từ cái T3 cho tới T4 luôn nha. Đối với cái hình mà Sagittal T2 thì mình sẽ chụp ngang cho cột sống cổ thôi, có nghĩa là chụp ngang cái tủy thôi, không cần chụp hết. Còn cái Sagittal T1 thì mình sẽ chụp ở một bên cái vùng tổn thương. Rồi tiếp đó thì mình có thể oblique mình vuông góc với cái các dây thần kinh để mình thấy rõ được các rễ thần kinh cũng như các nhánh của nó. Từ đó mình sẽ xác định được cái nhánh rễ nào bị tổn thương. Tiếp đó thì các bạn có thể chụp thêm cái ASEAN Oblique, nhưng mà thật sự cái ASEAN Oblique này cũng không cần thiết. Các bạn có thể chụp để thấy rõ được cái chiều dài, cái đường đi của cái dây thần kinh. Cái hướng Oblique thì nó giúp chúng ta thấy rõ được cái chiều dài của dây thần kinh, nhưng mà không biết cái dây thần kinh đó là dây thần kinh nào á, tại vì nó Oblique rồi nó mất đi cái gì vị trí giải phẫu bình thường rồi. Tiếp tới là những cái nhiều ảnh mà thường gặp trong cái quá trình chụp thì cái nhiều ảnh thường gặp nhất là do bệnh nhân nuốt nước bọt và bệnh nhân cử động trong quá trình chụp. Bởi vậy khi mà trong quá trình mà chuẩn bị bệnh nhân thì mình phải hướng dẫn kỹ cho bệnh nhân biết là trong quá trình chụp, ví dụ như cái máy mà nó kêu thì bệnh nhân phải không được nuốt nước bọt nha, tại vì nó kêu đang chụp á. Rồi sau khi đó thì mình phải thở nhẹ nhàng, khi mà nó ngưng kêu là nó bắt ngưng chụp rồi thì có thể mình nuốt nước bọt đi, có thể nuốt mạnh, có thể thở mạnh một cái cho nó khỏe, có thể bóp tay bóp chân chút xíu cho nó khỏe. Còn bên cạnh đó thì mình cũng có thể mình tránh cái sát bên ở bên trước bên dưới để mình hạn chế được cái sẹo ảnh do nuốt nước bọt cũng như là do cái phổi nó mình nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào các dấu hiệu tổn thương thường gặp trên cái MRI đám rối thần kinh cánh tay này nha. Thì cái dấu hiệu đầu tiên là cái dấu hiệu đứt cái thành phần thuộc đám rối thần kinh nó bị đứt đi, nó tăng tín hiệu trên cái xung T2 phát sát này. Cái dấu hiệu tiếp theo là cái dấu hiệu phù nề rễ thần kinh đám rối thần kinh cánh tay, nó hình ảnh rễ của nó thì nó sẽ tăng về kích thước, tăng tín hiệu trên cái hình ảnh nhóm T2 và phát sát hơn so với các rễ bên không tổn thương. Các bạn nên nhớ rằng khi mà mình sử dụng các kỹ thuật phát sát ở này thì ở cái vùng đám rối thần kinh cánh tay này thì mình nên sử dụng kỹ thuật ST hay là cái đít sông nha, để mình thực hiện phát sát cho nó tốt. Chứ ví dụ như mình sử dụng cái phát sát thông thường thì cái vùng từ trường này, vùng này nó không có đồng nhất từ trường. Cái thứ hai nữa là cái bộ vị lớn thì nó phát sát không hết, thì sẽ dẫn tới mình nhầm lẫn trong cái việc chẩn đoán bệnh sai. Và trên hình Coronan T2 và Sagittal T1 cho chúng ta thấy được cái khối máu tụ sau chấn thương chèn ép các lên các dây thần kinh, cái đám rối thần kinh này. Tiếp theo là tới một cái tổn thương di căn, đó là nó có tín hiệu thấp trên T1 và tín hiệu cao trên T2 và bắt thuốc sau khi tiêm thuốc tương phản từ và chèn ép đám rối thần kinh cánh tay.
Và cái cuối cùng nữa là cái tín hiệu, cái tổn thương dập tủy nha. Thì cái dập tủy này, cái hình ảnh mà tăng tín hiệu không đồng nhất ở cái vị trí tổn thương trên T2, T2 sao cũng như là T2 nha. Thank you for watching my video. Don't forget like, share and subscribe my channel. I hope see you soon in the next video. Bye bye.